Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Diễm Quỳnh bất ngờ có con với Nam. Mời các bạn cùng xem tập 13, Kế hoạch hoàn hảo. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Sau khi được Yến hết mực khuyên răn và nhiều lần cứu ra khỏi sòng bài, Đăng vẫn cứ chứng nào tật nấy, anh chả hề nghe lời bất cứ ai. Hàng ngày mặc kệ người mẹ khờ, Đăng la cà hết quán pizza đến sòng bạc để tiêu xài hết số tiền mà Nam đã ngày đêm thiết kế bản vẽ để trả tiền cho Đăng. Ban đầu do lo lắng Nam phải trả nợ, vất vả nên Yến đã cố gắng đi theo Đăng từng chút một, liên tục kéo anh về, để anh không còn phải thiếu nợ. Thế nhưng Đăng hoàn toàn không chút ăn năn, vẫn chứng nào tật nấy. Gần đây, khi cảm thấy không thể lấy thêm tiền của Nam, do đã đốt hết tiền Nam vào sòng bài, do không còn được Nam cho tiền như trước, Đăng bắt đầu quậy phá, quấy rồi gia đình Nam. Đúng ngày giỗ của Hoàng Hải, anh tìm đến nhà Nam. Tại đây anh phá bàn cúng của Hoàng Hải. Hơn thế Đăng ngông cuồng đòi lật bàn thờ cha Nam khi ăn vô cùng nổi điên. Yến và Hồng Nhung vừa khóc vừa ngăn cản. Yến tát cho Đăng một cái thật mạnh. Đăng điên cuồng liên tục quát mắng. Nếu không có sự ngăn cản của mẹ, Nam đã vào đánh cho Đăng một trận. Đăng sau đó được Yến kéo đi, còn Nam vô cùng đau lòng. Anh cảm thấy mình bất tài, vô dụng, cha mẹ anh đã chịu quá nhiều đau khổ vì mình. Năm xưa nếu không cần tiền để mổ cho Đăng, có lẽ cha anh đã không chọn con đường trộm cắp, để rồi phải đón nhận một kết cục bi thảm. Nam quyết định uống rượu giải sầu, quá đau buồn. Sau khi say, Nam bắt đầu sống với cảm xúc thật của mình. Anh nhắn tin và tìm đến Diễm Quỳnh. Nhìn thấy Nam trong bộ dạng say xỉn, bơ phờ, Diễm Quỳnh không khỏi bất ngờ. Anh làm gì mà ra nông nổi như thế này, phải sống mạnh mẽ và chăm sóc cho mẹ chứ, anh làm tôi thất vọng rồi đấy. Nam nói với Diễm Quỳnh, anh cho rằng bản thân quá kém cỏi, là khắc tinh của cha mẹ. Diễm Quỳnh hiểu ra mọi chuyện, liên tục an ủi Nam. Nam sau đó lấy hết dũng khí, nhất là khi say để thể lộ tình cảm với Diễm Quỳnh. Thật ra tôi đã có tình cảm với em, trong lúc làm việc tôi cảm thấy thích em, nhưng cố kìm nén cảm xúc. Do cũng rất thương Nam, nên khi nghe được những lời này, khiến Diễm Quỳnh vô cùng hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh và cả hai đã trao nhau những nụ hôn đắm đuối. Diễm Quỳnh sau đó đã đưa Nam vào nhà, và hai người đã ở bên nhau một đêm tuyệt vời. Sau đêm ấy, cô nhận ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể, có lẽ nào hai người đã có thai với nhau sau đêm chăn gối mặn nồng. Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Nếu thấy hay xin hãy cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.